Ngưng động thời gian, bạn có muốn siêu năng lực này không? Quá đã, đây hẳn là năng lực mạnh nhất vũ trụ mà bạn từng mơ ước. Liệu bạn có đồng ý đánh đổi mọi thứ để có được siêu năng lực này? Đổi lấy toàn bộ gia sản, trở nên già và nghèo đến nỗi không có tiền ăn phở, bị TikToker đến bày trò ra vẻ, chấp nhận tất cả để có được siêu năng lực ngưng động thời gian. Thử nghĩ xem, lúc bạn xuất chiêu thì vạn vật xung quanh dừng lại, đồ đạc bay trong không trung cũng ngừng ở đó, chỉ mỗi bạn tha hồ di chuyển, bạn thoải mái cướp ngân hàng, trêu ghẹo những kẻ bạn ghét, làm những chuyện sằng bậy không ai bắt và cũng không ai làm hại được bạn. Thời gian và tiền bạc, thậm chí là quyền lực giờ đây bạn nắm trong lòng bàn tay, mình thì chấp nhận đó, còn bạn nghĩ sao? Suy đi nghĩ lại, mình đánh đổi quá nhiều thứ rồi, nhất là đánh đổi tuổi trẻ của mình. Người ta nói trẻ không chơi già đổ đốn, nhờ năng lực này mà bị già đi và lúc già mới có điều kiện hưởng thụ thì mình thấy không có đáng cho lắm. Vì dù ngưng động thời gian xung quanh đi thì thời gian của mình vẫn trôi mà, có nghĩa là nếu mình càng sử dụng nhiều thì người khác càng thấy mình già trước tuổi, bị lão hóa nhanh hơn bình thường. Bạn có thể làm nhiều thiệt nhiều việc trong lúc người ta bị ngưng động, nhưng chẳng khác nào đang bán chính thời gian của bản thân mình, bán những ngày còn lại trong cuộc đời ngắn ngủi chỉ để hoàn thành công việc nhanh hơn người khác. Có chăng sức mạnh này được phát huy hết tiềm năng khi bạn làm siêu anh hùng trừ gian diệt bạo, nhưng tiếc là bạn giờ đã già lụ khụ rồi vì lạm dụng quá nhiều, xài hao quá hao. Như vậy đánh đổi tất cả để có năng lực này thì không đáng đâu, trừ phi là có được liền luôn, khỏi phải đổi thì hay hơn nhiều. Nhưng nghe nhè, mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ, vật lý và khoa học không cho phép bạn tồn tại đâu nha. Bất chợt bạn có được siêu năng lực ngưng động thời gian, bạn sẽ làm gì với vũ trụ này? Bạn búng tay một cái, toàn thể vạn vật dừng lại, xã hội đóng băng, những tưởng có thể hành hạ mọi thứ theo cách bạn thích, nắm toàn quyền vũ trụ. Nhưng hãy coi chừng, cơ thể bạn sẽ bị nổ tung lên đấy. Vô lý ở chỗ khung thời gian của vũ trụ chỉ có một, không thể tồn tại hai khung khác nhau trong cùng một thời điểm, không thể ngay tại vị trí đó mà thời gian của họ ngừng, còn của mình thì chạy. Như vậy chỉ có thể khác biệt đến từ tốc độ. Bạn đang di chuyển với tốc độ ánh sáng, nhanh đến nỗi họ không nhìn thấy bạn, còn bạn thì thấy họ đứng yên, dẫn đến việc cơ thể bạn sẽ nổ tung và tan biến ngay. Vì chỉ khi không có khối lượng, bạn mới có thể di chuyển nhanh bằng tốc độ ánh sáng được. Chưa hết đâu, nếu cho rằng bạn không bị nổ tung và không bị chết ngạt bởi khối không khí cứng ngắc xung quanh mình thì bạn cũng đang tàn phá vũ trụ này một cách không thương tiếc. Vũ trụ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Trong lúc ngưng động thời gian, mỗi khi bạn động chạm vào ai đó, có nghĩa là bạn tác động một lực khủng khiếp vào họ. Đồ vật cũng vậy, khi thời gian chạy lại, chỉ trong tích tắc, cơ xương của chỗ bị tác động sẽ vỡ nát ra, mọi thứ cũng móp méo theo. Hầu như sẽ không có vật thể nào chịu được sự tác động mạnh như vậy. Nguy cơ dẫn đến tác động hạt nhân cũng sẽ tăng dần. Đến một lúc chạm ngưỡng thì cứ mỗi cái tương tác của bạn sẽ kích hoạt hàng loạt vụ nổ với nguồn lực khổng lồ. Chiếc máy bay đi với tốc độ siêu thanh có thể thổi bay căn nhà gần đó, tương tự một cú đấm với tốc độ ánh sáng có thể dễ dàng làm nổ tung cả một thành phố. Năng lực này đánh dấu khởi đầu cho ngày tàn của nhân loại.